Lúc bấy giờ, đột nhiên không gian phía trước rung chuyển dữ dội, sắc mặt của Thượng Thiên Vương biến đổi, hắn kêu lên thất thanh. Mọi người hãy cẩn thận, còn có dư âm của thần thông chưa bị xóa bỏ. Bát bộ chúng đâu rồi? Toàn lực điều khiển, kết thành trận thế đi. Hắn vừa dứt lời thì ùi một tiếng, không gian phía trước hoàn toàn vỡ vụn. Cảnh tượng khủng bố của vũ trụ bị hủy diệt hiện ra trước mắt bọn họ. Từ trong không gian vỡ vụn đó bay ra vô số con thuyền còn lớn hơn đoàn thuyền của Thiên Đình. Thuyền Thiên Đình cũng rất to lớn, dài tới nghìn dặm, nhưng trước những con thuyền kia thì chỉ như cá mập gặp cá voi. Mọi người ngẩng lên thì thấy trên những cỗ chiến thuyền to lớn như tinh cầu kia treo rất nhiều đèn lồng tỏa ra ánh thần quang. Họ luyện hóa các vầng mặt trời làm thành bức đèn. Những con thuyền này nhìn tả tơi rơi rụng, đầu đầu cũng thấy dấu vết thần thông, thần binh để lại. Trải qua biết bao sự tế lễ của thời gian, trên thuyền phủ đầy vết rỉ sét. Chư vị thần tướng Thiên Đình của Uy Thần Lục Đạo Giới kinh hoàng ngẩng lên mà nhìn. Các bộ xương khổng lồ trên chiến thuyền cổ xưa vẫn đứng trên sàn tàu đổ nát, tay cầm những mũi thương rỉ sét. Còn có cự nhân đứng trên quan thiên đài khổng lồ, trước mặt là một cái trống hàng nghìn dặm. Cự nhân tay cầm hai cái dùi trống khổng lồ trong trạng thái gõ trống, nhưng cự nhân này chỉ còn lại xương cốt, không có máu thịt. Những cỗ chiến thuyền đó chở các bộ xương trắng, không biết tại sao tránh được sự hủy diệt của đại thần thông thời thượng cổ. Cảm giác thời gian tăng thương ngập tới, Thượng Thiên Vương đột nhiên xúc động, tay chân run rẩy, giọng run run. Đây là bảo khố thời thượng cổ sao? Chúng ta đúng là gặp may rồi, gặp được đoàn thuyền mà thượng cổ đế điều khiển. Những con thuyền này đều là bảo khố cực lớn à. Hắn định hạ lệnh cho bát bộ chúng dẫn các vị thần tướng lên những con thuyền kia. Đột nhiên một đạo quang lưu lớn bắn ra từ trong không gian vỡ vụn kia. Quang lưu cuồn cuộn quét qua bầu trời vũ trụ tinh không, không rõ từ đâu tới và cuốn đi đâu. Ánh sáng tựa như dòng sông ào chảy. Dòng sông ánh sáng này chảy tới đâu, những cỗ chiến thuyền cổ xưa chìm trong ánh sáng bỗng chốc bừng sáng. Dấu vết thời gian bỗng biến mất, mọi dấu vết thần thông, thần binh đời lại cũng tiêu tan. Mọi người nhìn mà hoa mắt kinh ngạc. Những bộ xương trên chiến thuyền bỗng sinh ra máu thịt, hồi sinh từ tử vong. Những bộ xương và các cỗ chiến thuyền kia vừa rồi như thể ở thế giới trắng đen, còn bây giờ đã biến thành đủ màu sắc phong phú, tưởng chừng như đưa bọn trung nhạc trở lại thời thượng cổ vậy. Là thiên đế thần thông. Tân Hỏa kinh ngạc nói: Nhạc tiểu tứ, đây là nơi thiên hoàng đế đạo đã từng đi qua. Trung Nhạc dùng mình, dòng sông ánh sáng khổng lồ này là ánh sáng truyền tống của thiên hoàng đế đạo, nối liền Hỏa Diệu Tinh và Tử Vi Đế Tinh. Đây là thiên hoàng đế đạo, vậy thì trong những con thuyền này chắc chắn có thiên đế của thời đại Phục Hy Thị. Hắn vội nhìn về những cỗ chiến thuyền cổ xưa kia, thấy có hàng nghìn cái di chuyển trong ánh sáng, không phân biệt được cái nào là thuyền của thiên đế. Tùng tùng tùng, tiếng trống trầm đục vang lên trong vũ trụ, nó vọng ra từ những con thuyền cổ xưa kia. Cự nhân vung dùi trống lên, đánh lên mặt trống khổng lồ. Tiếng trống khiến cho khí huyết của họ cuộn trào, tràn đầy chiến ý vô tận. Tùng tùng tùng, tiếng trống vang vọng, những lá cờ khổng lồ trên thuyền bay phấp phới, chiến thuyền lao đi vun vút. Phong. Trên mặt sàn của những cỗ chiến thuyền kia, các vị chiến thần hồi sinh, trên người mọc lại vảy rồng, giống như những tấm gương sáng chiếu sáng bầu trời tinh không vũ trụ hắc ám. Trên trán các vị chiến thần đấy hiện ra thần nhãn, bắn ra thần quang, vung binh khí lên. Các chiến thần đầu người thân rắn hét lớn, hàng nghìn hàng vạn tiếng hét cùng vang lên. Phong, đại phong, đại phong, đại phong. Tiếng hét kinh thiên động địa, trong âm thanh đó có sự bi tráng, có bi ai, giống như bài ca chiến đấu, bài ca bi thương. Cỗ chiến thuyền kim quang lấp lánh của thiên đế bay ra, trên thuyền chở một cỗ quan quách, đó là đế quan. Đại phong, đại phong. Tiếng hô hoán thượng cổ vẫn truyền tới, kinh thiên động địa. Đây là con thuyền hộ tống thiên đế linh quan về tổ tinh để an táng. Thiên đế của Phục Hy Thị Băng Hà, các chiến thần của Phục Hy thần tộc đưa linh quan của ngài trở về tổ tinh. Hốc mắt của Trung Nhạc ươn ướt, bỗng hiểu ra tại sao họ lại hét đại phong. Họ Phong là khởi nguyên họ của nhân tộc, cũng là khởi nguyên của Phục Hy. Họ Phong là vinh quang, là tượng trưng của Phục Hy Thị. Vị thiên đế này chắc chắn là họ Phong. Đại phong ngữ. Trung Nhạc lẩm bẩm. Lúc này
bỗng phát sinh kịch biến. Đột nhiên một vị tà ác khổng lồ cắt đứt thiên hoàng đế đạo, khiến dòng ánh sáng truyền tống biến mất. Một cái bóng đen vô biên bao phủ lấy đoàn thuyền, bàn tay to lớn tóm về con thuyền đó. Phía dưới bóng đen là vô số thần ma không nhìn rõ mặt, hùng vĩ mà cường đại, cho dù là thượng thiên vương cũng không kiềm được mà run rẩy. Những thần ma không rõ mặt đấy quá đáng sợ, bất cứ một ai cũng mạnh hơn hắn, ngay cả khi hắn là thần hoàng cũng thấy sợ hãi. Chiến đấu bùng nổ cực kỳ ác liệt. Bàn tay lớn đó tóm được đế thuyền, thân thuyền lập tức tan rã. Nhưng lúc này đột nhiên trong đế quan phụt ra khí tức khủng khiếp, một thanh thần kiếm sáng chói hiện ra chém xuống bàn tay khổng lồ kia. Đế quan vỡ ra, một vị thiên đế đầu bạc trắng ngồi dậy trong đế quan, ba mắt từ từ mở ra, vũ trụ bỗng chốc sáng bừng. Người đã chết rồi còn muốn ngăn cản ta sao? Giọng nói tà ác vọng lại, hắn cười nói: Hồn linh của ngươi từ hư không giới tới thì sao nào? Đế của Phục Khí Thị nên trở về với cát bụi đi thôi. Trung Nhạc mở to mắt nhìn cảnh tượng trong dòng sông ánh sáng đấy. Hắn mở to mắt chủ yếu là vì sợ nước mắt chảy xuống. Nước mắt trong hốc mắt của hắn đã bốc hơi. Thiên đế của Phục Khí Thị đã chết rồi, linh hồn trở về hư không giới, thế nhưng lại ra khỏi hư không giới tái chiến. Sau khi chết cầm kiếm nghênh cường địch, đây chắc chắn chính là tinh thần của Phục Khí tộc. Chỉ là trận chiến này ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn. Kẻ tà ác kia cường đại vô biên, đồng minh của hắn nhiều không đếm xuể, đều là thần ma đỉnh cấp, tạo thành một thế lực cực lớn. Không thể nhìn thấy được mặt chúng, rõ ràng là không muốn cho người khác biết thân phận thật sự của mình. Khi thiên đế còn sống, chúng không dám động tới, nhưng thiên đế chết rồi thì chúng không còn gì phải e dè nữa. Mục đích của trận chiến này là để tấn công lực lượng trung kiên của Phục Khí Thị, chắc chắn phải là những người được thiên đế coi trọng nhất đi hộ tống thi thể thiên đế tới nơi an táng. Giết họ thì Phục Khí Thị mấy nghìn năm sau sẽ không có cao thủ, truyền thừa cũng sẽ xuất hiện một khoảng trống cực lớn. Phục Khí Thị thiên đế đã chết tại chiến, vị thiên đế từng chấn áp cả một thời đại, người là thiên đế mạnh nhất, tài hoa nhất thiên hạ thời đại địa kỷ. Phục Khí khai sáng lục đạo, sau hoàn thiện luân hồi, ngài chính là vị Phục Khí đấy. Nhưng nhục thân của ngài đã già rồi, Trung Nhạc từng thấy rất nhiều thần ma già nua. Thời lão niên, tinh khí của họ bắt đầu biến mất, pháp lực cũng tiêu tan. Đến khi thân thể chết đi, đại đạo trở lại với thiên địa, đó chính là thân tử đạo tiêu. Anh hùng lúc cuối đời, huống hồ là anh hùng đã chết đây. Ngài đốt cháy linh hồn của mình để đổi lại chiến lực vẫn không thể sánh được với khi ở thời kỳ đỉnh cao. Từng là kẻ mạnh nhất, cho dù từ cõi chết trở về thế gian cũng không thể thay đổi được kết cục đã định sẵn. Hắn không còn là thiên đế nữa, hắn chỉ là một lão giả, một linh hồn già nua. Không có Phục Khí lùi bước, không có Phục Khí bỏ chạy, bảo vệ đế quan vây quanh thiên đế đã qua đời tiếp tục chiến đấu. Vô số các vị chiến thần của Phục Khí thần tộc đã tử chiến. Trung Nhạc không nỡ nhìn tiếp, đó là các vị tổ bối của hắn đang chiến đấu, đang đổ máu, là các vị tổ bối của nhân tộc đang chiến đấu vì vận mệnh sau này của hắn. Cuối cùng trận chiến đấy cũng hạ màn. Vị thiên đế đã chết kia không thể thay đổi chiến cục, cuối cùng hồn phách và linh đều bị thiêu đốt hoàn toàn, biến thành công kích cuối cùng. Kiếm của ngài gây chấn kinh thời đại, kẻ tà ác kia bị trọng thương, bóng đen vô biên lùi nhanh về sau, giống như dòng thủy triều rút đi vậy. Ít nhất có thể ngăn ngươi 1000 năm. Thiên đế già nua đã chết, đứng trên quan tài của mình, chống thanh thần kiếm, nở nụ cười. Nhục thân của ngài biến thành linh quang biến mất, linh hồn cũng thành linh quang tiêu tán. Thậm chí ngay cả thanh kiếm trong tay ngài cũng đang tan biến. Ngài sắp không còn tồn tại nữa. Hy vọng trong 1000 năm này, hậu bối của ta có thể vùng dậy lấy lại vinh quang. Nhục thân và linh hồn của ngài hoàn toàn tiêu tán, đế quan vỡ vụn. Vị thiên đế cuối cùng của Phục Khí Thị không thể trở về tổ địa của thần tộc mình an táng. Nước mắt Trung Nhạc đã khô, hắn ngẩn người đứng trên mũi thuyền. Thiên đế cuối cùng của Phục Khí Thị tuy giành được 1000 năm, nhưng 1000 năm sau không hề xuất hiện nhân vật nào quật khởi, Phục Khí Thị vẫn suy tàn. Kẻ tà ác kia xuất hiện từ trong đầu của bản cổ thần nhân đệ nhất lục đạo giới. Nhân lúc luân hồi đại thánh đế băng hà, hắn huyết tế đệ nhất lục đạo giới, khiến thời kỳ địa kỷ kết thúc từ đấy. Lạ thật, tại sao lại xuất hiện cảnh tượng từ 10 vạn năm trước vậy? Thượng Thiên Vương lẩm bẩm, dòng ánh sáng truyền tống của thiên hoàng đế đạo tối dần. Những cỗ chiến thuyền cổ xưa kia cũng trở nên rỉ sét, dường như lại trở về với thời gian.
Đây là cảnh tượng từ 10 vạn năm trước tái hiện trong dòng ánh sáng truyền tống, là dấu ấn trong ánh sáng vừa rồi không biết vì sao bạo phát, nên mới khiến cho họ tưởng nhầm qua lại 10 vạn năm trước trải qua trận chiến đấy. Giờ ánh sáng biến mất, tự nhiên cảnh tượng cũng sẽ biến mất. Mau nhìn kìa, nhìn kìa. Thiên nhãn thần tướng trong bát bộ chúng thần đột nhiên hét lớn. Đằng kia xuất hiện cái gì vậy? Mọi người đều nhìn sang, thấy trong ánh sáng sắp biến mất có một tia sáng không hề tiêu tán, vẫn đang sáng chói lòa. Đó là gì vậy? Tất cả cùng nhìn, ngay cả Thượng Thiên Vương cũng cố mở mắt thật to muốn nhìn rõ thứ này. Nhưng ánh sáng này quá đặc biệt, cho dù hắn là thần hoàng cũng không nhìn rõ được. Còn thiên nhãn thần tướng tuy nhãn lực tuyệt đỉnh, có uy thần lục đạo giới, thế nhưng cũng không nhìn được. Nhưng mọi người có thể nhận ra tia sáng đó đang chuyển động về phía này, vì ban đầu tia sáng còn rất nhỏ, nhưng giờ đã to hơn rất nhiều. Thượng Thiên Vương mơ hồ cảm giác không ổn, vội vàng hét lớn. Mau nhổ neo, mau nhổ neo, mau rời khỏi nơi này. Các vị thiên đình, thần ma vội vàng dùng toàn lực điều khiển thuyền rời đi. Phía sau họ, ánh sáng kia ngày một lớn dần, ngày một sáng hơn. Ánh sáng chói lòa khiến cho cơ thể của họ gần như trong suốt. Không chỉ thân thể của họ trong suốt, mà ngay cả con thuyền dưới chân họ cũng dường như trở nên trong suốt. Thậm chí, khi nhìn cơ thể của chính mình, họ thấy vô số những hạt nhỏ kỳ dị. Không chỉ nhục thân, mà ngay cả nguyên thần của họ cũng vậy, pháp lực cũng vậy, hồn binh, thần binh, tất cả đều vậy. Ngay cả con thuyền dưới chân họ cũng bị phân giải thành vô số những hạt nhỏ li ti. Ngay cả Thượng Tiên Vương cũng không khỏi kinh hãi. Nguyên thần, nhục thân, hoàng cấp thần binh của hắn bị ánh sáng đó chiếu tới, cũng hình thành hình thái bị phân giải. Hắn không khỏi sợ hãi, hét lên. Là dư âm thần thông của thanh kiếm kia. Đó là kiếm của vị Phục Hy Thiên Đế cuối cùng, được xưng tụng là kiếm chém nát mọi thứ. Thần thông của nó tuyệt đỉnh thế gian. Nếu bị dư âm thần thông đuổi kịp, chỉ e rằng tất cả bọn họ đều sẽ bị phân giải. Thượng Thiên Vương cầm lên phẫn nộ, tung toàn bộ pháp lực điều khiển con thuyền lao đi. Nhưng dường như nỗ lực của hắn là vô ích. Quầng sáng phía sau họ đang ngày một nhanh hơn. Chưa tới một tích tắc, đã ngay ở phía sau họ. Quầng sáng đó sáng lòa, khiến cho mọi người không nhìn thấy gì. Ai cũng cảm thấy bản thân đã bị phân giải thành vô số hạt nhỏ. Quả cầu ánh sáng khổng lồ nhấn chìm toàn bộ đoàn thuyền. Trời đất đã tĩnh lặng, tĩnh lặng đến chết chóc. Đột nhiên ánh sáng biến mất, đoàn thuyền lại xuất hiện. Mọi người trên thuyền đều mơ màng. Dần dần có thần ma thở hồng hộc, có thần ma ngã ra, có thần ma run rẩy, có cảm giác vừa thoát khỏi từ cõi chết trở về. Hai chân của Thượng Thiên Vương cũng run rẩy không ngừng, muốn nói gì đó, thế nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể nói được gì. Nguyên thần của hắn cũng đang sợ hãi run rẩy. Những người khác không ai là không như vậy, quá đáng sợ, quầng sáng vừa rồi thực sự quá đáng sợ. Trung Nhạc cũng rất sợ hãi, đột nhiên hắn cảm thấy nguyên thần bí cảnh của mình có thêm một thứ gì đó. Tân hóa. Nguyên thần Trung Nhạc hơi run rẩy, chuẩn âm nói. Tân hóa, quầng sáng đó. Tân hỏa chui vào nguyên thần bí cảnh của hắn. Trong đạo nhất bí cảnh, thấy quầng sáng vừa truy kích họ đang tĩnh lặng bên cạnh bàn cổ thần nhân của Trung Nhạc. Bên trong nó hình như là... Tân hỏa quan sát nói. Là một cái chuôi kiếm. Bên trong quầng sáng là chuôi của thanh thần kiếm kia, chỉ còn lại chuôi kiếm, không có thân kiếm. Quầng sáng kinh thiên động địa kia là bắn từ chuôi kiếm. Chính là cái chuôi kiếm này đã dọa cho hàng vạn thần ma gần như hồn bay phách tán. Chuôi kiếm sao? Trung Nhạc khó hiểu, nhìn vào trong quầng sáng đấy, đột nhiên tim khẽ run lên, kêu lớn. Chuôi kiếm này, lẽ nào là... Là thanh kiếm kia? Tân Hỏa gật đầu, di chuyển quanh cái chuôi kiếm, lên tiếng nói. Thanh thần kiếm của lão thiên đế không phân giải hoàn toàn mà để lại chuôi kiếm. Chắc chắn là chuôi kiếm này đã cảm nhận được huyết mạch Phục Hy nên mới đuổi theo. Dọa cho các ngươi sợ như gần bay mất hồn. Phục Hy thì xem ra đúng là chỉ còn lại ngươi và Tư Mệnh nữa rồi. Hắn có chút ủ rũ nói nhỏ. Nếu không thì không thể nào 10 vạn năm mà chỉ có ngươi đi qua thiên hoàng đế đạo này được. Chuôi của đế kiếm vẫn luôn ở đây đợi Phục Hy đi qua. Nhưng đợi là đợi liền 10 vạn năm, nó không gặp được bất cứ Phục Hy thị nào. Chỉ hôm nay Trung Nhạc đi thuyền qua đây, nó cảm ứng được huyết mạch Phục Hy, thế là bay tới. Tuy đế kiếm chỉ còn lại chuôi, nhưng uy năng vẫn kinh thiên động địa. Khi bay ra khỏi thiên hoàng đế đạo, dẫn động dấu ấn trong thiên hoàng đế đạo. Thế là có cảnh tượng mà bọn Trung Nhạc nhìn thấy.
Chiếc chuôi kiếm này chọn ngươi chắc là vì ngươi là Phục Hy duy nhất đi qua đây. Tân Hỏa nói. Phục Hy duy nhất, Trung Nhạc trong lòng nặng nề. Hắn là Phục Hy duy nhất qua đây 10 vạn năm qua. Đáng buồn là hắn, huyết mạch Phục Hy của hắn không thức tỉnh hoàn toàn, hiện nay mới chỉ được 3 phần rưỡi thức tỉnh. Tùy thành đế kiếm này chỉ còn lại chuôi, thế nhưng cũng không thể coi thường. Dù sao cũng là bội kiếm của thiên đế, người khai sáng lục đạo luân hồi, tượng trưng cho thần quyền tối cao của Phục Hy thần tộc. Tân Hỏa nói. Chuôi kiếm của Phục Hy thiên đế đời trước rơi vào tay ngươi, không rõ với ngươi là tốt hay xấu đây. Đây là tượng trưng cho quyền lực thiên đế giao cho Trung Nhạc. Tân Hỏa thấy có thâm ý rất lớn, thế nhưng đồng thời với Trung Nhạc cũng chỉ e rằng là trọng trách tăng lên, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Hắn không coi Trung Nhạc như người kế thừa thật sự, dù sao Trung Nhạc cũng không phải Phục Hy thần huyết, nhưng hắn coi Trung Nhạc như bằng hữu, vì thế không nỡ để cho Trung Nhạc phải gánh trọng trách này. Có lẽ nên ném nó đi. Tân Hỏa đột nhiên nói. Trung Nhạc lắc đầu. Không thể ném được, đây là di vật mà Phục Hy thiên đế cuối cùng đã để lại, sao có thể vứt đi đây. Chuôi kiếm này là của thiên đế đã mất ban tặng, nếu nó đã chọn hắn thì hắn phải giữ lại. Trung Nhạc đột nhiên muốn khóc. Lão môn chủ phong thường chọn môn chủ kế nhiệm, không chọn hắn mà chọn Quân Tư Tà. Nhân Hoàng ở Tử Vi tinh vực chọn Nhân Hoàng kế nhiệm, cũng không chọn hắn mà chọn Công Tôn Hiên Viên. Tân Hỏa cũng không chọn hắn là người kế thừa, mà vẫn cố chấp đại một Phục Hy thuần huyết. Nhưng giờ thanh kiếm chỉ còn lại cái chuôi này đã chọn hắn. Hắn có cảm giác được công nhận, được chủng tộc của mình công nhận, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Phục Hy, ta là Phục Hy. Trung Nhạc ngẩng đầu lên cười sáng lạn. Đó là sự công nhận về thân phận, sự thuộc về của tâm linh. Trước kia Trung Nhạc nghe về lịch sử huy hoàng của Phục Hy thần tộc từ Tân Hỏa, tự hào về việc mình là một thành viên của Phục Hy thần tộc, cũng như về vầng hào quang của tổ thượng. Thế nhưng không ai công nhận hắn. Nhân tộc trên tổ tinh không biết mình là Phục Hy bị phong ấn huyết mạch. Nhân Hoàng ở Tiết Tử Vi tinh vực lao tâm khổ tứ về nhân tộc, ma hoài bão lớn lao, nhưng người đã già bị kẻ khác giám thị, muốn nuôi dưỡng một vị thần hoàng nhân tộc không phải thiên đế của Phục Hy. Nhưng Trung Nhạc chưa bao giờ lọt vào pháp nhãn của hắn. Cho dù là Tân Hỏa hay Tư Mệnh cũng chỉ coi Trung Nhạc là một nửa Phục Hy, nhưng giờ tâm linh của hắn đã có nơi thuộc về. Sắp tới Ba La lục đạo giới rồi. Thượng Thiên Vương lấy lại tỉnh táo, giọng nói vẫn có chút run rẩy, rõ ràng là vẫn còn sợ hãi. Hắn nói lớn. Tiếp tục tiến về phía trước đi, đừng ở lại đây thêm giây phút nào nữa đi. Các vị thần ma trên thuyền chấn tĩnh lại, cùng điều khiển thuyền về Ba La lục đạo giới. Thượng Thiên Vương quay lại nơi Đế Chín lại dùng mình, lắc đầu nói. Nơi tả môn như vậy, khi quay lại có đánh chết lão tử cũng không đi con đường này nữa đâu. Thà đi đường vòng, mất thêm vài năm cũng còn hơn là đi qua nơi đây để mà sợ hãi. Bát bộ thần tướng nghe vậy gật đầu lia lịa. Thiên Thính thần tướng nói. Thiên Vương, chỉ cần vào Ba La lục đạo giới là an toàn rồi. À đúng rồi Thiên Vương, những cảnh tượng quỷ dị chúng ta vừa thấy có cần hỏi các vị thiên đế hay không? Ba La lục đạo giới giờ tập trung 3.000 giới đế của các lục đạo giới. Các vị giới đế kiến thức rộng rãi, chưa biết chừng lại biết một vài bí mật. Thượng Thiên Vương nhìn hắn thản nhiên nói. Người muốn chết sao? Sao lại là muốn chết đây? Thiên Thính thần tướng sững người không hiểu. Thượng Thiên Vương cười khẩy. Lịch sử thời thượng cổ có một khoảng trống trơn, rõ ràng là bị đại thần thông giả xóa bỏ đi rồi. Trận chiến vừa rồi có các vị cấp thiên đế tham gia, dư âm chiến đấu cũng bị xóa bỏ sạch sẽ rồi. Rõ ràng bên thắng không muốn để lại lịch sử tối tăm của mình, giờ ta lại chọc vào, không phải là muốn chết hay sao? Ba quân nghe lệnh. Tất cả thần ma di chứng của hắn dựng ta lên nghe. Thượng Thiên Vương nói lớn. Mọi điều các ngươi vừa nghe vừa thấy, tất cả hãy sống để bụng, chết mang theo cho lão tử, không một ai được nói ra. Mà khoan, bảo các ngươi không lộ ra chút nào chắc chắn là không được. Tất cả nghe rõ đây, xóa bỏ hết toàn bộ ký ức vừa rồi cho ta đi, kẻ nào còn giữ ta giết kẻ đấy. Các vị thần ma nghe thế đều lặng yên, lấy hết mọi điều vừa nãy chứng kiến ra và xóa bỏ, không để lại bất cứ điều gì. Thượng Thiên Vương nhìn Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên, Hoa Chấn Thiên, họ cũng trầm mặc, lấy ký ức của mình ra hủy bỏ. Thượng Thiên Vương lại nhìn sang Thạch Âm Cơ, chần chừ một chút nói. Người không xóa bỏ ký ức cũng được, sau này nói cho giấy đế hoặc nương nương, họ biết lợi hại chắc chắn sẽ bảo ngươi hủy bỏ ký ức kia đi. Thạch Âm Cơ cười nói.
ta biết hậu quả, chắc chắn sẽ không phiền tới mẫu thân ta. Nói rồi, nàng cũng lấy ký ức ra hủy bỏ nó. Thượng Thiên Vương nhìn sang Trung Nhạc, lộ ý hỏi. Trung Nhạc lắc đầu. Ta muốn giữ lại. Thượng Thiên Vương nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Người có chỗ dựa lợi hại, cũng không sợ, tùy ngươi thôi. Nhưng tuy chỗ dựa của ngươi mạnh, nhưng phải cẩn thận. Đừng có nói bừa khắp nơi, nếu không chắc chắn sẽ gây đại họa cho ngươi. Chưa biết chừng, còn liên lụy tới bọn ta. Trung Nhạc đồng ý. Thượng Thiên Vương cũng lấy ký ức của mình ra, rồi hủy diệt. Sau đó ngẩn người, vẻ mặt có vẻ sợ hãi, quay lại kinh hãi nhìn một nơi chiến đấu của thiên đế, kêu lên thất thanh. Vừa rồi chúng ta còn ở ngoài nơi thiên đế chiến đấu, vừa mới bị nơi này làm gián đoạn truyền tống, sao tự nhiên đã tới đây rồi? Bát bộ thần tướng cung kinh hãi kêu lên. Ký ức của ta về lúc đó cũng biến mất rồi. Ta cũng vậy, ta không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa kìa. Các vị thần ma trên thuyền hoảng loạn. Họ chỉ nhớ bị nơi này làm gián đoạn truyền tống, sau đó bị trắng trơn, sao lại tới đây thì không biết. Lão tử không bao giờ đi qua đây nữa, khi trở lại, thà đi đường vòng, thà mất thêm mấy năm còn hơn đi qua đây. Thượng Thiên Vương sợ hãi, hầm hầm nói. Trung Nhạc nhìn các vị thần ma hoảng loạn sợ hãi, trong lòng lại vô cùng yên bình. Đoạn ký ức đấy, Thượng Thiên Vương bọn họ đã xóa đi, chỉ có hắn giữ lại. Bí mật này, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, chỉ có thể chôn chặt ở trong lòng. Sau này sẽ có một ngày cầm đao tới tính sổ. Đoàn thuyền ngày một gần hơn với Ba La Lục Đạo Giới, chậm rãi tiến tới thiên đình của Ba La Lục Đạo Giới. Cung điện thiên đình tầng tầng lớp lớp, cao lớn hùng vĩ, ánh sáng chói lòa, thần thánh bất phàm. Khí tượng ở đây cũng không phải loại phàm tục, xa hoa thần thánh hơn cả Uy Thần Lục Đạo Giới. Phía trước cung điện là tầng tầng linh vân, phượng hoàng trên không trung bay lượn, còn có thần ma thể hiện hình thái đa sắc của mình ở trên trời, dưới đất và cả trên biển, có thể nói mỗi người một vẻ. Tất cả hãy sốc lại tinh thần, đừng có làm như nông dân mắt tét lên tính. Thượng Thiên Vương nhìn chư vị thần tướng dưới trướng của mình quát lên. Hãy ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt không được để lộ sự sợ sệt, đừng có nghĩ thần giáp trên người mình là hạng kém. Các người không nói thì ai biết được đây. Đoàn thuyền còn chưa tới gần thiên đình của Ba La Lục Đạo Giới thì bỗng một tiếng cười lớn vọng lại. Thượng huynh, thượng huynh, lâu rồi không gặp, còn nhớ Phúc Mỗ không? Ồ, đương nhiên nhớ chứ, làm phiền Phúc huynh đích thân ra đón, Thượng Mỗ vô cùng hổ thẹn. Thượng Thiên Vương cửa lớn tiến tới đón một vị thiên vương toàn thân tỏa sáng, nói với bát bộ thần tướng phía sau. Vị đây là Phúc Thiên Vương của Ba La Lục Đạo Giới, các ngươi còn không chào hỏi đi. Bát bộ thần tướng thi lễ, Phúc Thiên Vương cười. Giờ các vị giới đế đều đang ở Thiên Vân Tử Kim Các truyền đạo giảng pháp rồi, trao đổi đạo pháp thần thông với nhau. Đúng là thiên giáng thiên hóa, địa ủng kim tuyền, thật quá ngưỡng mộ đi. Huynh sắp xếp ổn cho các đệ tử, xong ta sẽ đưa huynh tới cốc tưởng nghe giảng, chưa biết chừng nghe được điều gì hay chăng. Thượng Thiên Vương mừng rỡ liền cười nói. Sao, Thiên Vân Tử Kim Các ư? Đúng là nơi tốt để tới mà. Nếu được nghe 3000 lục đạo giới đế giảng pháp, truyền thụ đạo pháp thần thông thì có chết cũng đáng mà. Thiên Vân Tử Kim Các là nơi nào vậy? Thạch Câm Cơ tò mò. Đây là con gái của Vân Sơn giới đế. Thượng Thiên Vương vội giới thiệu. Phúc Thiên Vương nhìn Thạch Câm Cơ một cái, giơ tay chỉ vào trong thiên đình. Chính là nơi đó, ngươi nhìn đi, thần quang tỏa sáng, đại thiên dị tướng. Đó là Thiên Vân Tử Kim Các, là nơi giới đế gặp khách gặp bằng hữu, từng tiếp đón vô số giới đế, thậm chí có đế quân ở đấy kìa. Đường kim thiên đế bệ hạ xuất du tới Ba La Lục Đạo Giới đều nghỉ chân tại đây luôn. Đúng là nơi thần thánh nhất của Ba La Lục Đạo Giới bọn ta. Mấy người Trung Nhạc đều ngẩng lên nhìn, thấy sâu trong thiên đình đúng là có một nơi bất phàm, tường vân bay lượn, kim quang hào quang chói lòa, còn có vô số bảo vật thần thánh như anh các, lầu tháp, trung đỉnh, thiên chướng từ từ chuyển động. Thấp thoáng dường như có một loại đạo âm kỳ diệu khó tả truyền tới, giống như thiên âm thiên nhạc truyền vào tai và trong linh hồn. Đúng là một nơi tuyệt vời. Dư Bá Xuyên cảm thán. Nơi tuyệt như thế này chúng ta cũng có thể đi nghe được chứ? Vị tiểu ca ca đây là... Phúc Thiên Vương nghi hoặc. Thượng Thiên Vương cười nói. À, là một tiểu bối của ngục giới. Phúc Thiên Vương hử lạnh. Các ngươi sao vẫn chưa có tư cách đấy đâu. Đó là nơi nào chứ? Là nơi Ba La Lục Đạo Giới bọn ta tiếp đãi các vị giới đế,
thậm chí đế quân, lẽ nào các ngươi được bước chân vào? Dư Bá Xuyên đại nộ: Phục Thiên Vương này cũng quá mềm nắn rắn buông rồi, nghe ta tới từ ngục giới là lật mặt ngay. Trung Nhạc nói nhỏ: Bá Xuyên huynh, đừng chấp hắn làm gì. Ồ, còn vị tiểu ca đây là? Phục Thiên Vương lại hỏi. Thượng Thiên Vương cười: Cũng đến từ ngục giới, cổ uy thần lục đạo giới ta. Hắn còn chưa nói hết, Phục Thiên Vương đại nộ quát lên: Nhà anh nhép, lo mà giữ lưỡi đi, kẻo gió lớn thổi mất lưỡi bây giờ. Lưỡi bay đã đành, cẩn thận răng cũng không còn. Thượng Thiên Vương xứng người nói: Hắn có chỗ dựa rất lợi hại, là một vị tiên thiên thần, giới đế bệ hạ nhà ta cũng rất khách khí với hắn. Sắc mặt Phục Thiên Vương bỗng chốc vô cùng đặc sắc. Lúc này trong Thiên Vân Tử Kim Các, 2999 vị giới đế đã ngồi vào chỗ đàm luận đạo pháp thần thông vô cùng sôi nổi, thậm chí còn có giới đế cao hứng lên tỉ thí ngay tại chỗ, nhưng phần lớn là vừa đúng chừng đúng mực là dừng rồi cười ha ha trở lại chỗ ngồi. Trong đấy, giới đế của ba la lục đạo giới tên là Đạo Minh là xuất chúng nhất, người cao lừng lững, mắt nhỏ mà dài, hàm chứa thần quang, có vẻ tôn quý dị thường giữa các giới đế. Các vị giới đế cũng rất lễ kính với hắn, dù sao Đạo Minh giới đế cũng là đệ nhất cao thủ trong tất cả giới đế, hơn nữa còn là được công nhận là đã bước nửa bước chân vào đế quân cảnh rồi, đương nhiên đáng được tôn kính. Phải biết rằng nửa bước này không phải tầm thường, trở thành đế quân, quân vương của giới đế, Đạo Minh giới đế tuy chỉ mới bước nửa bước chân, thế nhưng đã rất đáng nể. Tuy hắn tên là Đạo Minh, nhưng các giới đế khác không gọi như vậy mà gọi là ba la giới đế để thể hiện sự tôn kính. Đạo Minh giới đế bỗng nhíu mày, khẽ ủa một tiếng. Các vị giới đế nhìn sang liền cười: Bà là giới đế, có điều gì ngạc nhiên vậy? Vẻ ngạc nhiên của Đạo Minh giới đế vẫn chưa tiêu tan, bật cười nói: Kể ra nói cũng lạ, ta lại cảm thấy một bộ phận của thân thể ta đã vào thiên đình, hơn nữa còn cách không xa, đúng là kỳ quái mà. Các vị giới đế cũng kinh ngạc lên tiếng nói: Bà là giới đế, tại sao lại nói như vậy? Đạo Minh giới đế cười nói: Ta từng gặp nguy hiểm, mất một miếng vậy. Một hậu sinh đã có được nó, giờ nó đã cùng tới thiên đình. Các người có thấy lạ không? Vậy của ta đã tới rồi, thì triệu hồi là được. Giới Nam Thiên Môn, Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy nguyên thần bí cảnh chấn động. Miếng vảy hắn cất trong bí cảnh, đột nhiên phá bí cảnh của hắn bay ra, bay về phía Thiên Vân Tử Kim Các. Trung Nhạc tiên thần đại chấn, đột nhiên nhớ tới kẻ đáng sợ Bào Đế Lăng trên mặt trời ở Tổ Tinh, kêu lên: Nguy rồi. Lần đó Trung Nhạc tới sát mặt trời Tổ Tinh, định lấy đi tiên thiên nhật diệu chân linh. Vừa hay lúc đấy nhật diệu bùng phát, từ trong mặt trời bay ra hơn 10 nhật diệu chân linh hướng về Tổ Tinh. Trung Nhạc lấy được một cái, cũng chính là toại thụ. Toại thụ tuy không thể trở thành linh của hắn, thế nhưng có thể nuôi dưỡng kim ô chân linh để cho nó chuyển biến thành tiên thiên chân linh. Đến giờ toại thụ vẫn còn trong nguyên thần của hắn, được tiên thiên kim ô chân linh coi như tổ để mà nghỉ ngơi. Khi ấy Trung Nhạc phát hiện trong mặt trời có một kẻ vô cùng đáng sợ, giống như một kẻ ma quái khổng lồ đang đào đế lăng ở trong lòng mặt trời. Trung Nhạc chui vào trong thái dương, thấy một tấm gương khổng lồ chiếu hết toàn bộ bí mật của hắn. Cùng với sự di chuyển của tấm gương đấy, nhiều tấm gương khác xuất hiện thêm. Đó là một cái móng vuốt khổng lồ, thế nhưng chủ nhân thì hắn không thấy, vì nhãn lực có hạn không thể nhìn được toàn bộ. Sau đó cấm chế của đế lăng bạo phát, làm thương tới chủ nhân của móng vuốt, một miếng vảy bay ra, Trung Nhạc lấy được, thế là tấm gương vảy đấy đã trở thành bảo vật của hắn. Trên miếng vảy đó còn có vết máu, thế nhưng huyết thống chủ nhân miếng vảy này lại rất kỳ lạ, ngay cả Tân Hỏa cũng không cảm ứng được đó là chủng tộc gì. Miếng vảy đó đem lại cho Trung Nhạc vô số lợi ích, giúp hắn và người trong kiếm môn khi xoay vào sẽ phát hiện những điểm thiếu sót của bản thân, từ đó tăng cường thực lực. Hơn nữa, miếng vảy này còn có thể tìm ra được nhược điểm và sơ hở của người khác, giúp Trung Nhạc chiến thắng rất nhiều đối thủ không thể chiến thắng. Nhưng hắn tự biết rằng có lẽ chủ nhân của miếng vảy này không phải người hiền lành gì, vì đế lăng khi ấy hắn định đào chính là đế lăng của Tuệ Hoàng. Đế lăng thời kỳ địa kỷ và hỏa kỷ là lá chắn của Tổ Tinh, ngoại địch không dám xâm nhập. Chủ nhân của bàn vuốt này muốn đào đế lăng, đương nhiên là muốn gây bất lợi cho Tổ Tinh. Giờ chủ nhân của móng vuốt đấy cảm ứng được miếng vảy ở trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc và lấy lại, đương nhiên Trung Nhạc phải dựng tóc gáy kêu lên thất thanh. Miếng vảy đó bay về hướng Thiên Vân Tử Kim Các, rõ ràng chủ nhân của nó là một vị giới đế, và giờ vị giới đế đấy
đã phát hiện ra hắn. Vị giới đế đó bị thương trong mặt trời ở tổ tinh, mất một miếng vảy, giờ thu về đương nhiên sẽ biết Trung Nhạc không phải sinh linh của uy thần lục đạo giới, đương nhiên sẽ biết Trung Nhạc tới từ tổ tinh. Nguy rồi, không có chuyện gì nguy hơn chuyện này nữa rồi. Trung Nhạc ra đầu tê dần, lập tức muốn rời xa khỏi nơi này, đi xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Một miếng vảy đã có năng lực đáng sợ như vậy, chiếu rọi mọi thứ. Nếu chủ nhân của nó tận mắt thấy hắn, thì rốt cuộc sẽ nhìn được bao nhiêu thứ đây? Trung Nhạc, hắn còn có thể giấu giếm được bí mật gì nữa không đây? Điều khác không nói, chỉ riêng việc đến từ thế giới tổ tinh là đủ cho hắn bị chủ nhân miếng vảy nghi ngờ rồi. Vì tổ tinh đã bị phong tỏa, tuyệt thiên địa đạo pháp thần thông, một tấm đồ quỷ dị phong ấn thời gian không gian, tuyệt đối không thể rời đi. Nhưng Trung Nhạc thì đã rời khỏi đấy, sao hắn có thể rời khỏi tổ tinh đây, sao lại tới đây đây? Nếu vì hắn bị phát hiện, lỗ thủng duy nhất trên tầng phong tỏa tổ tinh cũng bị phát hiện, từ đó bị nút chặt lại thì hậu nhân sẽ hoàn toàn không có khả năng rời khỏi đó nữa. Ta chết là việc nhỏ, thế nhưng bí mật của ta liên quan tới quá nhiều thứ, dù là tân hóa hay lỗ thủng phong ấn thì đều không thể bị bại lộ. Trung Nhạc ánh mắt lay động, đang định rời đi, Thượng Thiên Vương quay lại nhìn hắn cười. Nhạc hầu, nguy cái gì vậy? Phúc Thiên Vương sắc mặt hơi thay đổi. Nhạc hầu sao? À, huynh không biết, Nhạc hầu lên đến tầng 49 thuần dương lôi kiếp, nên Vân Sơn Giới Đế nhà ta rất khen ngợi, phong hầu cho hắn. Thiếu niên phong hầu, tiền đồ vô lượng. Thượng Thiên Vương cười ha hả, sắc mặt Phúc Thiên Vương lại thay đổi, trong bụng kêu khổ. Cái tên nhân tộc này có chỗ dựa đã đành, lại còn lên đến tầng 49 thuần dương lôi kiếp sao? Đây là tư chất của giới đế, tạo vật chủ. Vừa rồi ta còn quát hắn ta, nói hắn là nhãi nhép, đây mới là nguy này. Hắn là loại người hay nịnh nọt, nhìn người đoán ý. Nếu là người có bối cảnh là xu lịnh lấy lòng, nếu người không có bối cảnh là trở mặt ngay. Giờ Trung Nhạc không những có bối cảnh mà còn có tiền đồ vô lượng, khiến cho Phúc Thiên Vương lại đổi một vẻ mặt khác, xu nịnh lấy lòng. Trung Nhạc cũng thầm lo lắng, muốn rời đi, nhưng Phúc Thiên Vương cứ dính như đỉa đói, tìm mọi cách lấy lòng, căn bản không cho hắn thoát thân. Trong Thiên Vân Tử Kim Các, các vị giới đế thấy tấm vải kia bay tới, keng một tiếng nhẹ giơ lên người đạo minh giới đế đều cảm thán. Vật về chủ cũ đúng là hỷ sự. Bà là giới đế, người được ngài gọi là hậu sinh chắc chắn có liên quan tới ngài, ngài còn tặng miếng vải này cho hắn ta. Được ngài coi trọng như vậy, hậu sinh này chắc chắn là vãn bối của ngài rồi. Một vị giới đế cười nói, sao không cho hắn vào để bọn ta gặp một chút đi. Đạo minh giới đế cười, đúng là ta cũng muốn gặp hậu sinh này, ta còn có vài chuyện muốn hỏi hắn ta. Ánh mắt của hắn lay động, trong bụng cũng thấy khó hiểu. Đế quân và các vị cường giả khác rõ ràng đã luyện thành hỗn thiên đồ và khoa kỹ thần thụ, phong tỏa thời không và thiên địa đại đạo của tổ tinh, tên hậu sinh này sao có thể thoát khỏi đó đây? Hơn nữa, giờ hắn lại thành thành viên của uy thần lục đạo giới, đại diện cho uy thần lục đạo giới xuất chiến, trong này chắc chắn có điều gì uẩn khúc. Bây giờ ta sẽ bảo hắn tới. Còn ở bên này, Phúc Thiên Vương sắp xếp cho mấy người Trung Nhạc chỗ ăn chỗ ở, hắn cười nói, ở thượng huynh, ta dẫn huynh tới gốc tường Thiên Vân Tử Kim Các nghe giảng, Thạch công chúa, Trung lão đệ hay là cùng đi đi. Thạch Cầm Cơ mắt sáng trưng, lập tức gật đầu. Trung Nhạc khẽ lắc đầu từ chối. Phúc Thiên Vương hối hận tới tím mặt, hắn nghĩ bụng, đúng là không nên đắc tội với hắn nhanh như vậy, giờ muốn lấy lòng hắn cũng khó. Thôi đành vậy, cô nương nhà ta sinh ra quốc sắc thiên hương, chi bằng đêm nay đưa đến cho hắn vậy. Thượng Thiên Vương, Phúc Thiên Vương và Thạch Cầm Cơ tới Thiên Vân Tử Kim Các. Phúc Thiên Vương chỉ biết nhìn thế lực, chỉ dẫn họ đi, còn Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên, Hoa Chấn Xuyên bọn họ thì không có cơ hội này. Trung Nhạc mắt sáng lên, lập tức rời khỏi cung, không nói không rằng bay ra ngoài thiên đình. Hắn thầm nghĩ, đi, đi thôi, đi càng nhanh càng tốt thôi. Hắn dốc hết sức mà chạy, nhưng thiên đình của Ba La Lục Đạo Giới rộng quá mức tưởng tượng, không thể một chốc một lát là rời khỏi đây được. Nếu tìm được một tòa truyền tống trận, có thể truyền tống tới mọi nơi, cho dù là hang hùm cũng an toàn hơn nơi này. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên mắt sáng lên, hắn thấy một tòa truyền tống trận đã hỏng. Rất nhiều thần ma đang ở đó luyện lại đồ đằng văn. Hắn liền tiến tới thầm nghĩ, truyền tống trận hỏng với người khác là vô dụng, nhưng với ta, đồ đằng văn tự thân có thể bổ khuyết được, trực tiếp truyền tống đi.
Hắn vừa mới vào trong truyền tống trận, pháp lực toàn thân bùng lên, đang định bổ khuyết cho đồ đằng văn truyền tống trận thì một luồng pháp lực mạnh mẽ từ trên trời ập xuống. Hắn choáng váng, không dãy dụa được. Đến khi luồng pháp lực đó biến mất đi thì trước mắt sáng bừng, thấy phía tận cùng của thiên địa sừng sững vô số cột lớn màu đồng cao chọc trời. Trên bầu trời là đầy các vì sao, nhật nguyệt trốn trong đấy, ánh sáng chiếu rọi, quần tinh ôm quanh nhật nguyệt cũng không bị nhật nguyệt che lấp hào quang vô cùng đặc biệt. Đây là một tòa đại điện khảm nhật nguyệt tinh tú lên trần, nhưng đây không phải cảnh hoành tráng nhất là các vị thần ma cường đại bên trong đại điện. Những vị thần ma này lừng lững như những quả tinh cầu ngồi xung quanh trung nhạc. Thần quang, ma quang đủ màu sắc chuyển động quanh họ. Vô số đồ đằng đại đạo đầy màu sắc như rồng như dao, như mãng, như trùng như phượng, như điểu như ngư, như sơn, như tinh như hà. Mỗi người một vẻ, đạo âm vang vọng, trần thuật mọi sự đạo diệu, đạo lý trong trái đất này. Bọn họ là giới đế của 3.000 lục đạo giới đều tề tụ tại đây. Hoặc nên nói là chỉ có 2.999 vị. Vị đệ nhất lục đạo giới đã thành phế giới, không có giới đế chấn thủ. Trung nhạc đầu huỳnh một tiếng, thần uy lan tỏa, thế nhưng không một vị nào tổn thương tới hắn, chỉ là thể hiện hết sự thần thánh. Những vị giới đế này quá to lớn, khiến cho hắn có cảm giác mình như con kiến. Tân Hỏa lúc này đã ngủ vùi, không dám có bất cứ di động gì. Không những vậy, ngọn lửa nhỏ còn trở lại ngọn bấc của cây đèn đồng, ánh lửa le lói, dựa vào đó trốn tránh sự tra soát của các vị giới đế kia. Giới đế thật sự quá nhiều, hơn nữa đều là cấp tạo vật chủ. Chưa nói hắn có di động là sẽ lập tức bị phát hiện. Cho dù không có bất cứ di động gì, chỉ e rằng vẫn khó lòng thoát khỏi sự tra xét của họ. Vì thế hắn đành phải ngủ vùi, hơn nữa còn phải dựa vào cây đèn đồng che mắt những giới đế kia. Quả nhiên là thiếu niên anh tuấn. Các vị giới đế nhìn Trung Nhạc, chỉ một giây lát sau Trung Nhạc đã cảm thấy vô số ánh nhìn đáng sợ nhìn mình, gần như nhìn thấu hết mọi bí mật của hắn. Áp lực vô biên ập tới, khiến cơ thể của hắn kêu lên răng rắc. Tiên thiên kim ô chân linh và tiên thiên tinh thiểm chân linh không tự chủ được mà hiện ra, biến thành tam túc kim ô, thành tam túc lục mục tinh thiểm, rồi biến thành thần nhân ba chân đầu chim và thần nhân ba chân sáu mắt. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị ánh mắt của những người này buộc cho nguyên thần hiển hóa. Nhưng đáng sợ nhất không phải kim ô nguyên thần và tinh thiểm nguyên thần, mà là phục khuy nguyên thần của hắn cũng bị ép tới mức dần dần muốn xuất hiện. Nếu phục khuy nguyên thần của hắn mà xuất hiện thì cho dù có chỗ dựa lớn như thế nào, hắn cũng chỉ có đường chết. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ủa nhẹ vọng lại, một tiếng nói quen thuộc vang lên đầy ngạc nhiên. Thì ra là Nhạc Hầu, bà là giới đế, không ngờ hậu sinh của ngài lại là hắn ta, chẳng trách, chẳng trách cả. Những vị giới đế kia thu áp lực từ mắt về, nhìn theo hướng có tiếng nói. Người vừa lên tiếng lại chính là Vân Sơn giới đế của Uy Thần Lục Đạo Giới. Vân Sơn giới đế cười ha hả. Bà là giới đế, đúng là tệ nhãn biết anh tài. Nhạc Hầu là đệ nhất cường giả của Uy Thần Lục Đạo Giới bọn ta chọn ra. Tuy là nhân tộc, thế nhưng thực lực thật sự không còn gì để chê. Chiến lực cao tuyệt, khí áp quần hùng, chính con gái ta cũng bị hắn đánh bại. Hơn nữa, Nhạc Hầu còn được một vị tiên thiên thần chỉ điểm cho. Ta vốn còn ngạc nhiên, sao một nhân tộc lại có được thực lực như vậy. Giờ mới biết thì ra, ngoài tiên thiên thần chỉ điểm cho hắn ta, thì Ba La Giới Đế cũng rất xem trọng hắn ta. Sao? Tiên thiên thần ư? Các vị giới đế động dung cùng nhìn Trung Nhạc, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngợi. Lần này, ánh mắt của họ không có áp lực thăm dò mọi thứ như trước nữa, tất cả cùng cười. Thì ra là vậy, Ba La Giới Đế đúng là nhãn lực tốt mà, tìm ra được một hậu sinh giỏi như vậy. Ba La Giới Đế sắc mặt lặng như mặt nước, không một gợn sóng. Đến khi các vị giới đế khen ngợi xong mới hừ lạnh, thản nhiên nói. Nhưng hắn còn có một số bí mật, ngay cả ta cũng không thể tìm được. Nhãn lực của Ba La Giới Đế vô cùng đáng sợ, gần như có thể nhìn thấu mọi bí mật, khiến cho Trung Nhạc thậm chí có cảm giác như bị bảo kiếm của Phục Khi Thiên Đế chiếu rọi vậy. Khí huyết toàn thân Trung Nhạc sục sôi, Phục Khi Nguyên Thuần cũng bị ánh mắt của hắn chạm tới. Trung Nhạc không áp chế được nguyên thần của mình, bỗng nghiến răng, một luồng tinh thần lực đánh lên tiên thiên thần huyết bên trong thức hải. Uỳnh uỳnh. Một luồng thần uy kỳ lạ từ trong thức hải của hắn bùng nổ, bắn ra như dòng tinh hà. Tiên thiên thần uy bỗng chốc lan tỏa toàn bộ đại điện, khí tức khủng bố mà cao quý chấn áp toàn bộ. Năng lượng của thần huyết bị hắn tác động, phía sau Trung Nhạc hiện lên hư ảnh của một nữ tử mình rắn,
từ từ mở mắt ra. Lập tức trước mắt toàn bộ các vị dưới đế đều trắng trơn, bị thần quang trong mắt của nàng ta làm cho chói mắt tới chảy nước mắt. Trung Nhạc đã tác động tới năng lượng mà thần hậu nương nương để lại trong thần huyết. Tiên tiên thần, đúng là tiên tiên thần. Các vị dưới đế động dung, trong lòng chấn kinh, rất khó hiểu. Tất cả đứng dậy thi lễ với hư ảnh của thiên hậu nương nương. Cho dù là Ba La dưới đế cũng lập tức đứng dậy cúi người thi lễ. Tu vi thực lực của tiên thiên thần tuy có cao có thấp, tiên thiên thần mới xuất thế cũng chỉ tương đương với thần hầu, thần hoàng. Nhưng hư ảnh tiên thiên thần sau lưng Trung Nhạc thì tuyệt đối không phải mới xuất thế, mà là đã trải qua thời gian rất lâu rồi. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng thần uy của nàng ta vừa cao xa vừa nặng nề. Chỉ năng lượng chứa trong thần huyết cũng đã khiến cho những dưới đế như họ run rẩy sợ hãi. Vậy nếu như bản thể tới đây thì sẽ cường đại tới mức nào đây? Trung Nhạc cũng sững sờ, hắn kích thích thần huyết của thiên hậu nương nương không phải để gọi hư ảnh của nàng ta tới cứu, mà chỉ muốn kích thích huyết mạch Hoa Tư Thị trong tiên thiên thần huyết, dùng khả năng đồng hóa cường đại của huyết mạch Hoa Tư Thị đồng hóa nhục thân và nguyên thần của hắn thành Hoa Tư Thị. Nếu có thể biến thành Hoa Tư Thị một trong bát đại hoàng tộc thì có thể giải nguy, nhưng làm vậy cũng có ẩn họa rất lớn, chính là sau khi biến thành Hoa Tư Thị có thể trở lại nhục thân nguyên thần của chính mình hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng hắn không ngờ thần hậu nương nương lại để lại năng lượng trong thần huyết khủng bố tới mức này, có thể biến thành hư ảnh của nàng ta. Chắc là vị nương nương này lo lắng cho an nguy của hắn, cho nên mới để lại cho thủ đoạn cứu mạng này. Thần hậu nương nương. Trung Nhạc thở phào, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hư ảnh thần hậu nương nương phía sau hắn cũng không đáp lễ, khẽ gật đầu, tiếng nói như từ không gian thời xa xưa vọng lại. Ta ở Tử Vi Đế Tinh hội kiến thiên đế bệ hạ, không thể ở lại lâu, không tiện hội kiến chư vị. Các vị dưới đế khóe mắt giật giật, bản thể của vị nương nương này lại ở Tử Vi Đế Tinh, hơn nữa còn đang hội kiến đương kim thiên đế bệ hạ hay sao? Quan trọng nhất là nàng dùng từ hội kiến. Từ hội kiến ít nhiều cũng có ý cấp trên gặp cấp dưới. Vị tiên thiên thần này dùng từ hội kiến không phải ý nói đương kim thiên đế bệ hạ địa vị thấp hơn nàng ta hay sao? Ba La dưới đế cũng biến sắc mặt, cúi người nói: không dám giữ nương nương, mời nương nương trở về. Hư ảnh thần hậu nương nương biến mất, biến thành một cụm tiên thiên thần huyết trở về thức cải của Trung Nhạc. Ba La dưới đế thở phào, nhìn sang Trung Nhạc, ánh mắt này không còn mang tính công kích cũng như thăm dò bí mật nữa. Hắn trầm ngâm nói: thì ra là vậy, chẳng trách mà tiểu hữu có thể rời khỏi nơi đấy, là ta đang nghi rồi. Vừa rồi dọa ngươi vốn nên bồi thường, nào an cho tiểu hữu đệm ngồi. Có một thần tướng đưa một cái đệm ngồi khổng lồ tới đặt bên cạnh chân Trung Nhạc. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, tấm đệm ngồi này to như của các vị giới đế khác. Các vị giới đế kia cao lớn tựa tinh cầu, đệm ngồi đương nhiên cũng rất lớn, không thì sao ngồi được đây. Và giờ cái đệm ngồi của hắn cũng to như vậy. Trung Nhạc định thần, nhún người bay lên đệm, lắc người biến thành cao vạn trượng nhưng vẫn vô cùng nhỏ bé. Hắn lại lắc mình biến thành cự nhân 10 vạn trượng nhưng ngồi trên đệm vẫn có quá nhỏ bé. Trung Nhạc không thể biến hóa tiếp nữa, đành phải ngồi xuống. Nhìn quanh thì đều là thần nhân khổng lồ, chỉ mình hắn là nhỏ tới mức đáng thương. Các vị giới đế cười: biến hóa được như vậy là gần như thiên thần rồi. Tiểu hữu không cần như vậy, cứ ngồi đi, to nhỏ không có gì đặc biệt. Còn trẻ như thế đã có thực lực như vậy, hỏa phiến lục đạo giới ta áp lực lớn quá. Vân Sơn giới đế à, ngài đã chọn được hạt giống tốt đấy. Lần này uy thần lục đạo giới của các ngài chắc không ở chót nữa rồi. Ồ, đạo huynh khách khí rồi. Trung Nhạc thả lòng người, cái đệm ngồi này thật sự quá lớn. Vừa rồi hắn biến hóa không phải để thể hiện tu vi, mà là muốn thử xem giới hạn tu vi của mình rốt cuộc tới đâu. Hơn nữa nếu không thể hiện một chút, nhớ những giới đế này lại tò mò thăm dò hắn thì nguy. Thần hậu nương nương chưa chắc sẽ lại hiện hư ảnh, chi bằng chủ động thể hiện trước. Vân Sơn giới đế thì lại có chút để bụng, thầm trách Trung Nhạc thể hiện tu vi quá sớm, nên để đến lúc đại tỷ thí thì mới bất ngờ khắc chế được địch. Nhưng chỗ dựa của Trung Nhạc đã hiển lộ hư ảnh chấn áp toàn bộ, hơn nữa còn hội kiến thiên đế, đã cho thấy rằng Trung Nhạc đúng là không thể động tới. Hắn cũng không tiện trách mắng Trung Nhạc. Ba La dưới đế nhìn Trung Nhạc ôn hòa nói: bàn cho người chỗ ngồi, không phải ngươi có tư cách ngang hàng với bọn ta, mà là vì ngươi có sự ủng hộ của vị nương nương kia. Vừa rồi dọa ngươi, ta cũng đã thu miếng vải về, vì thế phải có bồi thường cho ngươi.
Trung Nhạc nói: "Đa tạ giới đế." Hắn vừa nói thì cảm thấy giọng của mình chỉ vang lên ở quanh người, căn bản không thể truyền ra khỏi tấm ngồi thì giật mình. "Tiếng của ta không thể truyền ra khỏi tấm ngồi này, khoảng cách với những giới đế này thật quá lớn đi." Không gian bên trong đại điện thật sự quá lớn, đến cái đệm ngồi cũng lớn bằng tinh cầu. Khoảng cách giữa các giới đế nhìn có vẻ gần nhưng thật ra là tới cả tỷ dặm, chủ yếu là vì thân hình của họ quá lớn nên nhìn có vẻ gần. Tu vi của giới đế quá mạnh, họ nói chuyện âm thanh vang vọng trực tiếp truyền tới tai tất cả. Còn tu vi thực lực của Trung Nhạc tuy không yếu, thế nhưng muốn để họ nghe thấy thì khó như lên trời. Với thực lực hiện nay của hắn, căn bản không thể làm được. "Hơn nữa, ngươi và ta đúng là có chút quan hệ sâu xa." Ba La giờ đấy nói tiếp: "Chắc ngươi không biết hồi đó tại sao ta lại để lại miếng vảy cho ngươi chứ không lấy đi. Chủ yếu là vì ta tiếc cho tài năng của ngươi, vì ngươi quan tưởng ra ta." Trung Nhạc khó hiểu, hắn quan tưởng ra Ba La giới đế lúc nào đây? Vân Sơn giới đế cười: "Còn không đa tạ Ba La giới đế đi." Ba La giới đế cười ha hả, cũng không giải thích câu nói vừa rồi. "Không cần, tu vi của hắn còn quá yếu, có nói chúng ta cũng không nghe được. Ngươi không cần nói, chỉ cần nghe giảng là được rồi. Nhận được bao nhiêu lợi ích thì phải dựa vào bản thân của ngươi thôi." Trung Nhạc gật đầu, tĩnh tâm nghe giảng đạo. Các vị giới đế náo nhiệt một phen, rồi lại bàn luận đạo pháp thần thông, nói về lĩnh ngộ của bản thân rất thăng hái. Trung Nhạc không có gì vững bận, nghe mà không khỏi sững sờ. Đạo pháp thần thông mà họ giảng đều rất cao thâm, thậm chí còn động thủ làm mẫu. Những đạo pháp thần thông này trước kia hắn chưa từng được thấy, cũng chưa từng được nghe tới, nên vội toàn lực ghi nhớ. Không chỉ vậy, các vị giới đế còn nói về sự ảo diệu trong đại đạo mình tham ngộ được, càng kinh người hơn. Trung Nhạc cảm thấy đầu mình không đủ dùng, căn bản không thể tham ngộ được nhiều tinh diệu như thế, vội lắc đầu mọc thêm hai cái nữa. Đồ đằng văn quanh người của hắn bay lượn, vô số âm hào, dương hào không ngừng suy diễn giúp hắn tham ngộ. Nhưng những gì hắn có được và tham ngộ vẫn rất nhỏ. Vừa hiểu ra được một chút xíu thì lại có giới đế cho biết thêm khái niệm mới. Đến khi hắn muốn ghi nhớ lại thì đã lại đổi khác rồi. Lợi ích có được cũng khó lòng tưởng tượng, tu vi của hắn không ngừng tăng tiến, kiến thức cũng mở rộng, căn cơ cũng vững vàng hơn. Thử nghĩ mà xem, có cơ ngộ nào mà sánh được với 3.000 giới đế cùng truyền đạo đây? Trung Nhạc điên đảo lĩnh ngộ, còn bên ngoài Thiên Vân Tử Kim Các, Phúc Thiên Vương dẫn Thượng Thiên Vương và Thạch Âm Cơ tới góc tường bên ngoài Thiên Vân Tử Kim Các. Ba người nhìn thì chỉ thấy dưới góc tường xếp hàng dài các vị thần hoàng ma hoàng lắng nghe, có người còn dẫn người lên nhìn vào trong. Thạch Âm Cơ nhíu mày, những thần hoàng ma hoàng này đã đứng chật cứng chân tường Thiên Vân Tử Kim Các, không còn chỗ mà đứng nữa. Phúc Thiên Vương cười nói: "Không phải lo lắng, ta đã giữ cho hai người vị trí đẹp rồi. Thượng huynh, công chúa, mời qua bên này." "Đây là vị trí rất đẹp, chính là ở bên cửa lớn, không những có thể nghe được giới đế trong điện mà còn nhìn lén được thần thông của họ nữa kìa. Chỉ cần không nhìn vào các giới đế thì họ sẽ không trách tội đâu." Thượng Thiên Vương vô cùng khâm phục, tán thưởng nói: "Vẫn là Phúc huynh có cách hay, ngay cả chỗ đẹp thế này cũng giành được." Phúc Thiên Vương kêu khổ: "Thượng huynh à, huynh không biết ta đã vì vị trí này đã phải hao tốn bao nhiêu tài sản đâu. Ở đây cũng là phải mua chuộc cả đấy. Thật sự là tài sản đội nón ra đi như nước mới chiếm được chỗ này." Thượng Thiên Vương tươi cười: "Phúc huynh yên tâm, tiểu đệ chắc chắn sẽ có hồi báo. Chắc chắn, chắc chắn mà." Ba người cùng chân vào bên cạnh cửa lớn, quả nhiên nghe thấy rõ tiếng của các giới đế hơn rất nhiều. Ba người thò đầu vào trong nhìn thì kinh thán, các vị giới đế đúng là không hề tầm thường. "Nếu được vào trong nghe thì đúng là chết cũng đáng mà. Mà khoan, đợi đã nào, người trên tấm điểm kia ngồi nhìn hơi quen quen." Thượng Thiên Vương, Phúc Thiên Vương và Thạch Âm Cơ sững người nhìn vào một tấm đệm ngồi. Trên đó là một thiếu niên nhân tộc cùng ngồi với các vị giới đế, ai cũng kinh ngạc. "Sao hắn lại xuất hiện ở đây?" Thạch Âm Cơ kêu lên thất thanh. Thượng Thiên Vương bỗng bừng tỉnh: "Ta nói tại sao hắn lại không tới chân tường nghe giảng? Thì ra người ta có bản lĩnh vào trong để nghe tốt hơn chúng ta nhiều." Phúc Thiên Vương ruột quặn thắt, nghiến răng ken két nghĩ: "Có nói Long Thiên lão gia cũng vô ích thôi. Đêm này nhất định phải đưa con gái ta tới phòng hắn rồi, chỉ biết chừng còn có thể cứu vãn được." Dịp này đối với các vị giới đế
thì chỉ là mọi người nhiều năm không gặp nên gặp lại thảo luận đạo pháp thần thông, chứ không hề có ý định phải quyết đấu tranh giành cao thấp, cũng không phải để thể hiện hết tuyệt học của mình. Họ chỉ thảo luận những lĩnh ngộ tình cờ có được hoặc không quan trọng lắm. Dù sao giữa các giới đế cũng không phải thân thiết, thậm chí giữa nhiều giới đế còn có thù, chẳng ai lại thể hiện hết tuyệt chiêu của mình cho mọi người nghiên cứu cả. Nhưng cho dù chỉ là nói chuyện phiếm thì với các luyện khí sĩ và thần ma khác cũng thu hoạch được không ít. Thu hoạch được nhiều nhất vẫn là Trung Nhạc. Hắn ngồi trong đại điện tương đương với 2999 vị tạo vật chủ truyền đạo cho hắn. Như vậy là cơ duyên lớn cỡ nào đây? Nhưng hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Cùng với tu vi tăng lên, hắn phát hiện có phần không khống chế được sự tăng lên đấy. Nguy rồi, cảnh giới khó lòng áp chế được rồi. Trung Nhạc lòng sáng như gương, lập tức biết những giới đế này cảm thấy hắn uy hiếp tới luyện khí sĩ của lục đạo giới bọn họ, nên đã giở trò trong quá trình truyền đạo. Giở trò ở đây không phải ngấm ngầm làm giảm tu vi, mà là mượn lãnh ngộ truyền cho Trung Nhạc để tăng tu vi của Trung Nhạc. Với giới đế mà nói, hạ thủ với một tiểu bối, phá hỏng tâm cảnh hoặc tu vi của hắn không phải chuyện gì khó. Phá hoại đại đạo căn cơ của đối phương rất đơn giản, không nhất thiết phải làm giảm tu vi của hắn, thậm chí nâng cao tu vi cũng có thể phá hỏng đạo cơ và đạo hạnh của đối phương. Vì tu vi cảnh giới tăng quá nhanh thì căn cơ sẽ không vững. Ví dụ như Trung Nhạc mới lên thông thần cảnh chưa tới một năm, dù là rèn luyện tu vi hay tu luyện nguyên thần hay cực đạo hồn binh, tinh thần lực, huyết mạch, khí huyết đều không được nâng lên một cách hệ thống. Lúc này, nếu tu vi cảnh giới tăng vọt, bước thẳng lên cảnh giới thần minh, tu thành thuần dương nguyên thần, thì đạo cơ và đạo hạnh của hắn sẽ bị phá hỏng. Vì căn cơ của thông thần cảnh không vững chắc, sau này cho dù có liều mạng khổ tu thì thành tựu cũng có hạn. Trừ phi có thể bù đắp được căn cơ thông thần cảnh thì mới tiến bộ tiếp được. Nhưng muốn vậy thì phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần, hơn nữa chưa chắc đã hoàn toàn bù đắp hết được. Không chỉ vậy, lần đại tỷ thí lục đạo giới lần này định ra xếp hàng của các lục đạo giới. Luyện khí sĩ tham dự chỉ có thể là những người cấp dưới thần minh. Nếu Trung Nhạc đột phá thì sẽ mất đi tư cách tham gia. Như vậy vô hình chung đã loại bỏ được một cường giả. Đây chính là đốt cháy giai đoạn, hạt giống nhìn có vẻ phát triển cao nhưng thật ra gốc rễ đã đứt. Vừa rồi Trung Nhạc biểu hiện quá mạnh, thể hiện thiên địa pháp tướng gần với thiên thần, là sự uy hiếp không hề nhỏ với các luyện khí sĩ của các lục đạo giới khác. Vì thế có những giới đế liền ngấm ngầm ra tay. Thủ đoạn của những giới đế này thực sự quá kín kẽ, không thể tìm được dấu vết gì. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh. Giới đế trong Thiên Vân Tử Kim Các quá đông, nhiều giới đế như vậy, đạo âm vang vọng, hắn căn bản không thể nhận ra là mấy vị giới đế nào đang hạ thủ với hắn. Thậm chí có thể không chỉ mấy vị, mà có thể là mấy chục vị, thậm chí mấy trăm vị. Nếu không, chỉ dựa vào đạo âm của giới đế thì căn bản không thể tăng tu vi của hắn nhanh như vậy được. Giờ tu vi của hắn tăng lên không phải là như có thần trợ, mà chính là có thần trợ. Có mấy chục đến mấy trăm vị giới đế đang tăng tu vi cho hắn, căn bản không thể áp chế nổi. Hiểm ác, quá hiểm ác mà. Trung Nhạc gắng gượng áp chế tu vi, thế nhưng trong đó có không ít giới đế giảng về nguyên thần thuần dương chi đạo, khiến cho nguyên thần của hắn không ngừng luyện đi âm hồn chuyển biến sang thuần dương. Cứ với tốc độ này có lẽ chỉ một chút nữa thôi là hắn không thể áp chế được nữa, mà sẽ đột phá tu thành nguyên thần thuần dương. Đạo cơ và đạo hạnh thông thần cảnh sẽ bị phá hoại. Đây còn là kết quả tân hỏa đã luyện nhục thân của hắn lên gấp 2-3 lần. Nếu không thì có lẽ hắn đã không áp chế được từ lâu mà thành thần rồi. Đạo âm của hắn không nghe cũng không được. Giới đế là những người như thế nào đây? Đạo âm của họ không cho phép ngươi không nghe, trực tiếp truyền thẳng vào trong não của ngươi. Nếu đột phá tu thành nguyên thần thuần dương, chắc chắn hắn sẽ có ẩn họa cực lớn. Đột nhiên trong hơn 2000 đạo âm, một tiếng nói trầm nặng vang lên. Đạo âm chấn động truyền vào não Trung Nhạc. Trung Nhạc lập tức cảm thấy pháp lực dung chuyển. Đạo lý trong đạo âm này là cách tu luyện pháp lực, nâng cao chất lượng pháp lực, khiến pháp lực của hắn không ngừng loại bỏ tạp chất, trở nên tinh thuần hơn. Ngay lập tức áp lực của Trung Nhạc nhẹ hẳn đi, cảm thấy xu hướng pháp lực bạo phát giảm mạnh, pháp lực càng ngày càng trở nên thuần túy hơn. Trung Nhạc tim khẽ run lên. Lẽ nào Vân Sơn Giới Đế đang âm thầm giúp ta sao? Chắc chắn hắn nhìn ra hoàn cảnh của ta nên thầm giúp ta luyện hóa tạp chất trong pháp lực. Nhưng lúc này lại một đạo âm khác vang lên. Đạo âm này giảng cách tu luyện tinh thần. Trong thức hải Trung Nhạc lập tức có vô vàn bông thiên hoa rơi xuống, tạo thành dị tượng, khiến tinh thần kim dịch trong lôi trì của hắn không ngừng được chiết xuất, lại giảm thêm một phần áp lực cho hắn. Đây là ai đấy?
Trung Nhạc kinh ngạc, Vân Sơn giới đế giúp hắn đã đành, sao lại có một vị giới đế khác giúp hắn nữa đây? Vân Sơn giới đế giúp hắn chủ yếu là vì thứ hạng lục đạo giới đại diện cho thể diện của giới đế. Dù sao chẳng ai muốn lục đạo giới của mình lại xếp hạng chót cả. Còn các vị giới đế khác giúp hắn là có ý định gì đây? Các vị giới đế khác không nhân cơ hội dậu đổ bìm lao đã đành, tại sao lại giúp hắn đây? Đạo âm này đan xen giữa vô vàn đạo âm của các giới đế khác, hắn không thể phân biệt được là của vị nào. Đột nhiên là có một đạo âm thứ ba vang lên, cái này là tu luyện tiên thiên chân linh cũng truyền vào tai Trung Nhạc, trợ giúp cho hắn tu luyện tiên thiên chân linh. Sau đó là đạo âm thứ tư, đạo âm nói về ngưng luyện huyết mạch. Đạo âm thứ năm truyền thụ cực đạo hồn binh, dùng nguyên thần ôn dưỡng cực đạo hồn binh tu thành thần binh, còn xen lẫn cách dùng đại đạo tự thân tế luyện cực đạo hồn binh. Đạo âm thứ sáu cách tu luyện nhục thân, tuy không bằng Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh của Tân Hỏa, thế nhưng cũng không tầm thường, tinh diệu hơn nhiều so với Nhật Nguyệt Bảo Chiếu của Trung Nhạc, trợ giúp cho hắn tu luyện nhục thân thành thần. Đạo âm thứ bảy truyền tới nói cách rèn luyện nguyên thần. Đạo âm thứ tám nói cách tu luyện lục đạo luân hồi bí cảnh. Đạo âm thứ chín nói cách tu luyện đồ đằng đại đạo. Đạo âm thứ 10 nói cách dung hợp thần thông của thông thần cảnh và cực đạo hồn binh. Rất nhiều đạo âm vang lên đều giúp cho hắn áp chế tu vi, củng cố cảnh giới, nâng cao đạo cơ, đạo hạnh. Trung Nhạc nhìn quanh không nhận ra được rốt cuộc là những vị giới đế nào giúp mình, cũng không hiểu tại sao họ lại giúp. Giữa các lục đạo giới có lẽ nhân tộc đều không được coi trọng, là chủng tộc có địa vị thấp kém nhất. Ngay cả kẻ địch chung của thần ma là côn tộc, địa vị cũng cao hơn nhiều so với nhân tộc. Những giới đế này nếu là vì muốn lấy lòng thần hậu nương nương mà giúp hắn thì sẽ không che giấu thân phận. Nhưng những người giúp hắn đều không lộ thân phận. Sau việc này chắc chắn có điều gì đó thú vị lắm đây. Đừng có nhìn quanh, yên tâm tu luyện, nắm chắc lấy cơ hội hiếm có này đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Biểu đệ Phục Kỳ Thị, ngươi không đơn độc trong vũ trụ này đâu. Sao, biểu đệ ư? Trung Nhạc giật mình, không nhìn quanh tìm kiếm nữa mà yên lặng tu luyện. Trong lòng có cảm giác ấm áp. Hắn không hề đơn độc, vị giới đế nói câu này đã biết thân phận của hắn, biết huyết mạch của hắn. Hắn không biết người đó là ai, nhưng gọi hắn là biểu đệ thì chắc có quan hệ huyết thống với Phục Kỳ Thị, sẽ không gây bất lợi cho hắn mà sẽ mượn cơ hội này giúp đỡ cho hắn. Hắn yên tâm tu luyện, cảm ngộ các loại đạo âm, mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Các vị giới đế coi cơ thể của hắn như chiến trường, nổ ra trận chiến cỏ cưa. Có đạo âm của những giới đế chứa thuần dương pháp môn, nâng cao tu vi của hắn, ép hắn tiến lên nguyên thần thuần dương, tu thành thần minh, phá hoại đạo cơ của hắn. Còn có giới đế lại giúp hắn tu luyện nhục thân nguyên thần, củng cố đạo cơ, tu luyện pháp lực, tinh thần, chân linh, khí huyết, nguyên thần, đại đạo, hồn binh, nhục thân, bí cảnh cho hắn, giúp cho hắn tích lũy căn cơ, có được thành tựu cao hơn. Chỉ Ba La giới đế là trước sau không lên tiếng, nhắm mắt mặc cho các giới đế làm gì thì làm. Mấy ngày sau, pháp lực của Trung Nhạc hùng hậu tới cực hạn, tu vi thâm hậu vô cùng. Cả nhục thân và pháp lực, tinh thần, chân linh, nguyên thần, khí huyết, hồn binh, bía cảnh đều đạt tới cao độ trước nay chưa từng có. Rõ ràng, hắn cảm thấy mình đã không còn không gian để tăng tiến nữa. Tiếp tục thì buộc phải tu thành nguyên thần thuần dương. Nhưng khi đạo âm của các vị giới đế tràn tới, hắn lại được tăng cường không ít. Đến khi hắn cảm thấy mình lại đạt tới giới hạn thì đã được tăng cường rất nhiều nhưng vẫn không tu thành nguyên thần thuần dương. Nhãn giới kiến thức của các vị giới đế này hơn hắn quá nhiều, cực hạn mà hắn nghĩ không thể đột phá. Với các vị giới đế này thì giới hạn đó không hề tồn tại. Đột nhiên Ba La giới đế mở đôi mắt nhỏ dài của mình nhìn Trung Nhạc nhẹ giọng nói. Tiểu hữu, người có đủ lợi ích rồi đấy, bù đắp cho người tới đây là hết rồi, đến lúc người đi đi. Đạo âm của các vị giới đế lập tức dừng lại, Trung Nhạc đứng dậy cúi người. Đa tạ các vị tiền bối. Ba La giới đế phẩy tay. Người lui đi. Trung Nhạc cảm thấy trời đất xoay chuyển, khi mở mắt ra thì đã thấy trở về chỗ cũ, là hắn được Ba La giới đế đưa về. Trong Thiên Vân Tử Kim Các, Ba La giới đế nhìn quanh thản nhiên nói. Nếu các ngươi tiếp tục đấu nhau thì sẽ tôi luyện hắn thành đệ nhất luyện ký sĩ của 3000 lục đạo giới. Chỉ là so bì ý khí mà thôi. Các ngươi bồi dưỡng hắn thành đệ nhất của 3000 lục đạo giới thì cũng làm lợi cho Vân Sơn sư đệ mà thôi. Vân Sơn giới đế cười ha hả, đứng dậy cúi người. Vân Sơn, đa tạ các vị đạo huynh. Sắc mặt của các vị giới đế rất khó coi, hừ lạnh một tiếng. Việc này vốn chỉ là một vài người đốt cháy giai đoạn
phá hỏng căn cơ của Trung Nhạc. Sau đó có giới đế tới nén căn cơ, thế rồi vô tình thành hai bên đấu nhau, trở thành trận chiến ý khí. Có người muốn tiêu diệt hạt giống Trung Nhạc này, có người lại muốn nén căn cơ của Trung Nhạc xuống. Hai bên đấu thành hỏa khí, chẳng ai muốn nhường bước. Kết quả Trung Nhạc nhận được lợi ích nhiều hơn tưởng tượng. Nhưng sau đó làm như vậy đúng là có thể tạo ra một luyện khí sĩ đáng sợ. Chỉ là chẳng ai chịu mất mặt mà dừng lại, đến mức khiến cho Trung Nhạc càng ngày càng mạnh hơn. Vừa rồi đúng là Ba La Giới Đế không hề nói sai. Nếu cứ tiếp tục đấu nhau, có lẽ sẽ biến Trung Nhạc thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới thật. Trong số các luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Đứng trước hắn, tất cả các luyện khí sĩ khác đều sẽ bị gạt bỏ, tuyệt đối sẽ không có đối thủ. Dù sao, hắn cũng là luyện khí sĩ được đông đảo giới đế liên thủ rèn mà thành, các luyện khí sĩ khác cũng không thể sánh kịp. Cũng may Ba La Giới Đế chủ động lên tiếng dừng lại trận chiến này, nếu không cuộc đại tỷ thí này không cần diễn ra nữa, để uy thần lục đạo giới trực tiếp lên đệ nhất bảo tọa là được rồi. Ba La Giới Đế thì cũng có suy nghĩ riêng, hắn vốn nói muốn bồi thường cho Trung Nhạc, lần này các giới đế đấu khí hắn không ngăn cản ngay, cũng có ý coi đó là bồi thường cho Trung Nhạc. Chỉ là hắn không ngờ trận đấu khí giữa các giới đế lại mang đến cho Trung Nhạc nhiều lợi ích như vậy, suýt chút nữa đã đưa tu vi thực lực của Trung Nhạc lên đệ nhất 3000 lục đạo giới. Mục đích của hắn cũng chỉ là để Trung Nhạc có được chút lợi ích, không ngờ lại quá nhiều như vậy. Giữa các giới đế cũng nhiều ân oán tình thù, tập trung lại chắc chắn sẽ có ngấm ngầm đấu đá, nhưng Trung Nhạc trở thành yếu tố châm ngòi cho trận chiến. Ba La Giới Đế cũng không ngờ tới điều này. Thật ra hắn vốn cũng định trợ giúp Trung Nhạc, nhưng thấy Trung Nhạc có giới đế tương trợ thì đã từ bỏ ý định để cho các giới đế tranh đấu. Ba La Giới Đế thầm cảm khái, cũng là làm đợi cho hắn rồi, cho quá nhiều rồi.